A blind man is restored to sight. The deceased is raised to life. Mortals see heaven before their eyes. The Holy Scriptures are full of wonders witnessed in the presence of great enlightened masters. Do unexplainable events we call miracles still happen? Through Supreme Master Qinghai's loving guidance in the Kuan Yin practice of meditation, members of our association worldwide have encountered their own extraordinary incidents in their daily lives. Such privileged moments are a true master's grace manifested. Supreme Master Qinghai has often accredited her students' miracles to their own reawakened greatness, natural outcomes of daily contact with the divine. Every time you pray, miracles will happen all the time. Because you are in the direction of benevolence and miracles, yes. We are also the miracles. Yeah, if we know how to tap into this miraculous power within ourselves, then we are in full power, empowered with all miracles and all the mighty power that we can imagine. Đời dở dang chót sinh khi phách ngang tàng làm thân nhi nữ đa đoan miệng đời đọc vần thơ cố bồi hồi nay vần hoang lạc nay lời thở than từng câu trao gấm chuông vàng hay còn phang phất đại trang một tươi người đi không ai cười chút lòng ngoan khúc giải bày nơi đâu ngưỡng cầu tam bảo đài cao giác linh tề độ trần lao xa lìa hồng nhan yêu mình thi nhân mặc đầu sớm hơn ai ô hô ai tài trước phật đài thắp nến hương thơm chút lòng kính mộ cầu Di Đà Phật tổ trước người hiền về cõi Tây phương Nam mô Phật Nam mô Pháp Nam mô Tăng Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát trước người hiền về cõi Tây Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Ma Tát, trước người hiền về cõi Tây Phương. We now invite you to this episode of his series sharing amazing true stories about our association members' modern-day miracles on the path. Wang Yu Chia is our association member from Taipei, Formosa, or Taiwan. When her father was alive, he was not an initiate of the Kuan Yin method of meditation. However, he was a strong believer in Supreme Master Qinghai because 14 years ago he was saved by her miraculous transcendental body. He assumed that the lady beside his hospital bed was one of the surgeons. Leaving the doctors baffled, it was only later on that he found out who really had conducted his emergency operation. 我记得在1997年的10月 那时候我差不多修观音法门3、4年的时候 我的父亲呢他在胸口突然长出一个像铜板大的红点然后又硬又痛
他就到处看医生，结果呢不知道为什么就越医就越大，最后就像碗口这么大，然后肿得很大，他没办法坐也没办法躺，那就有一天呢就痛晕了过去，家人就赶快把他送到医院挂急诊，医生就说要准备开刀。那这时候我在台北上班，我听到消息就很着急，就赶夜车回去。It was around 2 a.m. at night. On the train, distressed and worried, Miss Huang did the only thing she could, continuously repeat the holy names charged by the Inner Master's blessings and pray to Supreme Master Qinghai to save her father. By the time she arrived at the hospital, a miracle already had occurred. 那么到了清晨的时候，大概七八点我就赶到医院了。到医院的时候刚好主治大夫带了两个护士去到我爸爸那边去检查他的伤口。那这时候那个主治医师就发现我爸爸的纱布块都是沾满了血水，又黑黑的，然后有一点臭味。他就叫护士把纱布块掀开来，结果一掀开来我们都傻了，医生也发现很奇怪，整个像那个碗大的这一块那个脓疮全部都流出来了，然后呢他就请护士把它清理一下，他自己呢就拿纱布块沾药水，然后就在那个伤口里面再给他清理。他就觉得很奇怪，他就问阿贝，问我爸爸，阿伯你会疼吗？这时候我爸爸就说，多谢你哦，我很舒服的，我赞美哦，你那一个女儿医生半夜来给我开刀那女儿医生生得很漂亮，又抹粉又点面纸她又戴一顶帽子又拿一支雨伞，她又把雨伞放在旁边，伸手把我这样回我的家给我喂两个我就这样很舒服，尿就很舒服的我唔知影讲，我都足感谢，我做迄阵啊，都一直困，一直困，困到即阵啊。好，这时候在旁边一整个晚上守着我爸爸病床的弟弟，他就觉得很奇怪，他就跟我爸爸用台语说：“爸爸，你吼你喊名啦，一站眉都跟一个护士啊来给你住下呢，拢无人来啊。”我爸爸就说：“该阿弟。”嘿吼，明明都有一个查某医生生做足水的吼，伊真正戴一顶帽啊，搁拿一支雨伞，我都看足清楚。伊甲我开刀的时阵哦，安尼话两下，我迄阵啊，我搁爱两三声，我冇看时间嘞，迄阵啊，差不多半暝啊，两点外钟，吼，我就做安尼足舒服啊，困到即阵啊，所以这时候医生更奇怪，医生说：“阿伯，我无。”阿伯要给你开刀呢，我下早就要给你开呀。The happy patient continued to puzzle his doctor and family with his detailed account of the overnight surgery. It had happened around 2 a.m., around the same time that Miss Huang was fervently in prayer and meditation. It was clear that Miss Huang's father was no longer in unbearable pain. Also, the change in the infected area was visible with no trace of swelling.Even more surprising, the doctor discovered a surgical scar that was made on his chest. Needless to say, the surgery that had been scheduled for the morning was canceled. 这时候我听到，我觉得好惊讶哦，好惊奇，我也很感谢，因为我直觉这就是青海无上师化身师父来帮我爸爸开刀，所以为了要验证这一点，我就回专程跑回去拿师父的画像来给我爸爸指认，我爸爸看到师父的画像就说：“丢啦丢啦，都是这个查某医生啊来给他开刀的呀，赞美都是伊来给他开刀。这个查某医生哦，岁数无外悬哦，含你差不多，大约哦，差不多四千外这边五千。”哇，听到以后我真的很感谢师父，我。修观音法门三四年，我都不知道观音法门的殊胜，我更不知道化身师父是这么无所不在。只要我们一个人修行，一个
能修观音法门，他的所有亲戚亲朋好友都得到师父的照顾。从此我爸爸妈妈也相信师父的力量，我们家呢就挂起大大的师父法像，那么我们也家里也开始一直在播放师父的火葬。谢谢师父，感恩师父，就是我们一家人，谢谢。Our next story is from Don, our Alice's Vietnamese association member who is a professional construction worker. Vào cái việc bế quan ở bên Hạ Quy Di là chúng tôi là những người bên ban làm việc. Là cái ngày đó là bên Hạ Quy Di họ muốn vinh danh sư phụ. Cho nên chúng tôi đóng một cái bục mấy cái bục đặng mà để cái bức tượng của sư phụ lên. Khi bắt đầu đóng cái bục đó thì người bạn thân của tôi anh ta là về xây cất, ảnh lại coi như là chuyên nghiệp bắn đinh á, nhưng mà không biết vì lý do gì bữa đó ảnh bắn một cùng một lúc hai viên cây súng bắn đinh á, bắn hai viên, cái viên sau cái viên đà cái đinh sau nó đẩy cái viên cái đinh trước. Nó nhưng mà cái khoảng cách tôi định thì nó cách xa lắm, khoảng cỡ chừng gần 10 inch. Nhưng mà biết sao cái đinh nó bay ra. Thì trong lúc đó cái đinh nó sắn vô, nó đâm vô từ bên ngón tay tôi xuyên qua hai ngón dính liền với nhau. Hai cái đinh mà cái loại 3 inch gì dài 3 inch đó cũng khá lớn. Cái lúc đó cái ông bạn tôi mới ông nhìn, tôi đưa tay lên thì ông bạn mới nhìn, nó nói oh my god. Nó thấy ông sợ quá. Cái trong lúc đó tôi mới nói trong bên trong á, tôi nói sư phụ ơi, như vậy là con chỉ còn có một tay, con không có thể nào mà làm việc được, vì công việc sắp tới nó còn rất là nhiều, tại còn phải dựng cái sân khấu nữa cho để buổi trình diễn, còn làm nhiều việc lắm. Thành ra tôi mới nói là sư phụ, như vậy là con không làm được rồi. Cái người bạn làm chung đó, anh ta mới dẫn tôi tới chỗ cái sinh để rửa tay, rồi ông ta mới nắm cái cây đinh đó kéo ra. Thì bốn cái dấu đó máu nó chảy tuôn ra, bốn dấu bên này tay hai bên này nữa, và nó đâm ngay chính giữa của cái mờ ngón tay. Người bạn lấy cái nước mà sát trùng đó, ông ta mới ngửa trước xong rồi lấy giải băng lại. Khoảng một tiếng hồ sau thì tôi không còn thấy đau nữa, tất cả nó cũng như bình thường, không như có chuyện gì xảy ra hết. Băng lại rồi sau đó thì tôi không thấy đau, không gì hết. Những người làm chung đó thì họ nói, họ lo cho tôi, họ nói là tôi phải đi chụp x-ray hoặc đi gặp bác sĩ, chứ như vậy là trúng xương rồi, nó nguy hiểm lắm. Tôi thấy tôi không có thấy đau, không gì hết, tôi nói thôi không cần. Rồi cái tôi tiếp tục, tôi vẫn làm tiếp tục nữa. Intuitively, Don knew that he was okay and insisted that he didn't need to go to the hospital. He resumed his physically demanding construction work normally from the rest of the morning through nightfall. Chuyện bị xảy ra thì khoảng 10 giờ sáng. Tối đó, gần 10 giờ tối thì mình nghỉ. Đặng mà cho lối xóm họ nghỉ ngơi, mình không có làm ồn ào quá. Thì tôi đi tắm, thì trước khi ấy tôi mở ra tôi coi, đặng mà tôi lấy cái bọc ni lông tôi bọc lại, nhưng mà đừng cho nước nó ướt. Khi mà tôi mở ra thì tôi nói, ủa, tôi không thấy mấy cái dấu đó nữa. Cái dấu nó mất luôn, mà nó chỉ còn lại mấy cái dấu, bốn dấu mờ mờ thôi, rất là nhỏ, rất là mờ. Tôi nói sao nói chuyện nó lạ, chuyện này nó incredible, không có tin được. Nó là tôi biết rằng đến lúc đó là cái là sư phụ giúp cho tôi. Within an hour after the incident, Don no longer felt the throbbing pain from his punctured fingers, which had been bleeding profusely, with bones most likely to have been splintered apart. Then, 12 hours later, when the wounds should still have been raw and open, Don was shocked to find that they were completely healed. In fact, with the small, faint scars, they appeared to have been inflicted a long time ago. What could explain this incredible rapid recovery? Also notable is that Doan's reaction upon being hurt involved no self-pity, panic, or blame. Rather, he was calm and only regretted that he couldn't continue preparing for the event honoring Supreme Master Ching Hai. When his hand was healed inside those bandages, it was as though his wish to serve had been heard. Years later, Doan experienced another accident and another miracle.
Nhân dịp vào năm 2003, sư phụ có cho tổ chức một buổi thiền bế quan nhằm ngày mừng ngày với Chúa Giáng Sinh. Chúng tôi là những người là bên ban làm việc, thường thì đến trước để mà set up với cái sân khấu hoặc là cái làm gì điện hoặc là trang trí. Đó. Khi cái buổi mà thiền bế quan đã kết thúc, thì trên đường về chúng tôi từ Florida về trở lại Los Angeles, thì trên xe gồm có 7 người, họ có cái ý kiến là mình nên ghé cái New Mexico, cái chỗ mà cái động lớn nhất thế giới để mà tham quan. Xong trên đường đi thì vào lúc khoảng 12:30 sáng thì tôi đang lái trên đường thì bỗng nhiên thấy một cái chủng xuống băng ngang đường rất là sâu. Trong khi đó tôi biết là nếu mà mình không thắng là cái xe nó sẽ nhảy lên một cái rất là mạnh. Cho nên tôi thắng lại. Trong khi thắng lại thì cái chiếc xe nó bị giảm tốc độ, cái xe nó bị mất thăng bằng. Và nó đưa qua bên cái lề trái, nó đẩy vào bên lề trái, xong rồi đồng thời nó bị cái con lương của cái bên đường đó. Đây là kết quả là chiếc xe lật 3 tua. Trong lúc đó giờ là cái trên xe là tất cả các đồng tu trên xe đó họ la lên sư phụ cứu con, sư phụ cứu con. Rồi họ la rất là lớn. Rồi trong khi đó là chiếc xe lật, đến khi ngừng hẳn á thì trên xe tôi vì là tài xế nó hỏi có ai có sao không. Thì lúc đó không ai trả lời hết. Thì lúc đó tôi hoảng hồn lên, tôi sợ là trên xe có người chết. Nên tôi mới hỏi lần nữa, có ai có sao không? Thì họ mới trả lời từng người một, trả lời là không có sao. Rồi khi bước xuống xe thì tôi thấy chiếc xe nó rất là kinh khủng. Chung quanh là kiến trước kiến sau, là chung quanh toàn kiến toàn bẻ hết. Rồi luôn cả 4 cái vỏ xe đều xúc ra. Là từng người một trong xe bước ra. Cho nên gọi cảnh sát tới. Thì trong khi cảnh sát tới hiện trường, cảnh sát hỏi là có người nào chết không. Tại vì cảnh sát thấy cái tình trạng chiếc xe nó quá kinh khủng đi. Nó thành ra cái đó là xe ambulance họ tới và họ chở chúng tôi tới bệnh viện. Và trong lúc bác sĩ khám nghiệm thì nhờ bác sĩ chụp hình cái trán của tôi. Mà lúc đó cái trán tôi nó bị trũng vô một cái thật sâu ở chỗ cái trán này. Cái ngón tay mình có thể mình cảm nhận được nó rất sâu. Tôi mới nói là bác sĩ nhờ chụp x-ray cho tôi. Cái bác sĩ họ ông ta nhìn là ông nghĩ là nếu mà mình bị chấn động mạnh á thì cái sọ mình nó bể. Rồi là mình chết rồi, mình chứ đâu có còn ở đây mình ngồi nói chuyện. Rồi sau khi tất cả đều khám nghiệm xong, bác sĩ cho biết là không ai có sao hết, chỉ riêng có một anh kia thì bị đau nơi chỗ hông đó. Sau cái vụ lật xe này á, chúng tôi đều nghĩ là sư phụ đã cứu chúng tôi, thành ra không tất cả 7 người đều an toàn. Là xe coi như là hoàn toàn bỏ nghĩa địa, không còn xài được nữa. Là cũng nhờ sư phụ cứu chúng tôi, nếu không là cũng có nguy hiểm tính mạng. As the doctor found no cause for concern about his health, Doan went home. Within several weeks, his forehead returned to its normal shape. Tất cả chúng con cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Vì sư phụ đã cứu chúng con trải qua cái tai nạn rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng con đã chết đi rồi thì chúng con mất đi cái thân người thì chúng con không có thể tiếp tục tu hành nữa thì thật rất là uổng. Cho nên và cuối cùng chúng con không quên cầu chúc sư phụ được luôn khỏe mạnh và vạn sự được bình an và được luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp mãi và sống lâu để tiếp tục hướng dẫn chúng con trên con đường tu học pháp môn Quán Âm. As we have seen for both of our association members featured today, it was where the Master's power and disciples' faith came together that such extraordinary events took place.
Once reconnected with the divine power through a living master, those who practice the Kuan Yin method attain immediate enlightenment, which they can develop through daily meditation. Meanwhile, through this reconnection, the inner master power takes care of all matters in their personal lives. As Supreme Master Qinghai highlighted during this 1999 lecture in the Netherlands, once you enlighten, if you have relatives and friends, you can even pray for them better, because you can tell God what you want. Now God also knows what you want, but you don't know what God wants. That's the problem. That's why many prayers are not answered, because God answer we don't hear. Because God talks in such a language, we have to be quiet down in order to receive it. And we call this meditation, contemplation, or quiet prayer, whatever. But we have to open our contact with God first. We have to plug back in, reconnect the telephone. And then we can talk to Him and we can receive the answer. We can help by sincere prayer, but we must be enlightened. We must be connected with this God power first. And then whatever we think will come true. Whatever we want will come true. During a 1996 lecture in Cambodia, Supreme Master Qinghai explained how our own godly nature and faith in it allow the miraculous to come true. Only faith can bring the things into actualization. Because actually we are God, we are Buddha already. Help is always there, we don't even need help. If we are the Buddha, we know what to do, no? So believe it. If you cannot believe in your Buddha nature, then believe in the master power, the master Buddha nature, okay? And then that will help for you. Because even if you don't have a Buddha nature, suppose you don't have, suppose you are not a Buddha, suppose you cannot believe me that you are yourself a Buddha, then okay, at least someone else, like the master, would not leave you in trouble, no? The master would immediately know, would know before you even call, and would already try to find a way to help you. Believe that it will be done as best for yourself. Whatever happened, it would be the best for you. And you will see it in the future, very soon, that is the best. Eh? So anytime, any problem, and you want to pray for yourself, or you want to pray for anybody, just believe in it. Eh? You can ask the master to help, or ask your own Buddha nature to help, but you must believe that it will be. Compañeros, tienen que ir a ver. ¿Ustedes vieron que las cosas estaban acabando? Sí, claro que ya había algunas fuentes que estaban vacías. Pues vayan a ver lo que pasó ahí abajo. And still another miracle came to pass in the very presence of Supreme Master Qinghai. Tune in to A Journey Through Aesthetic Realms, Sunday, December 25, to find out about these four incredible miracles on the path.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.